Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 7. Khai mạc kỳ họp 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Lạm phát đe dọa tài chính của người dân Italy. Thưa quý vị, sáng qua tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thường kỳ giữa năm lần này nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và bàn một số nội dung theo luật định. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên khai mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Xuân Ca. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, bám sát tinh thần nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết số 27 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nghị quyết số 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đã sớm tập trung lựa chọn các nội dung trọng tâm trọng điểm để lãnh đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước tính 6 tháng đầu năm giảm 9,2% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thấp thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy tăng trưởng kinh tế giảm, nhưng quy mô GDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23 trên 63 tỉnh thành phố, xếp vị thứ 5 trên 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, xếp vị thứ 3 trên 5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.646 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ. So với năm 2022, thu ngân sách của tỉnh tăng đột biến, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định, tiếp tục là bệ đỡ của kinh tế tỉnh. Hoạt động thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng trở lại. Ngành du lịch dần phục hồi đã tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành lĩnh vực khác. Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh giải ngân vốn và tiến độ thi công. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy học. Các cơ sở y tế ngày càng được nâng cấp hoàn thiện, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh khác được tập trung thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân được quan tâm. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất bổ sung nhiệm vụ giải pháp thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2023. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo về tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, kết quả công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác của ngành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Cuối buổi sáng qua, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp, ghi nhận những nỗ lực của Quảng Nam thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, những tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đây là lúc cần nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đưa kinh tế xã hội của tỉnh lấy lại động lực, tạo đà tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 tiếp tục nâng cao vai trò, quyền hạn, trách nhiệm trong việc quyết định các nội dung quan trọng của tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gợi mở một số nội dung để Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hữu hiệu đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của tỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành. Trong phiên thảo luận tại tổ về các nội dung trình tại kỳ họp chiều cùng ngày, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, những nguyên nhân chủ yếu tác động đến sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội miền núi. Nguyên nhân, giải pháp cụ thể trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư. Tình trạng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện còn chậm. Nguyên nhân và giải pháp. Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Tình hình nợ động thuế, tính khả thi về chỉ tiêu thu ngân sách thu nội địa năm 2023. Giải pháp huy động các nguồn thu mới, thu khác ngoài ô tô. Giải pháp chống thất thu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản. Quản lý hộ kinh doanh cá thể, hoạt động thương mại điện tử, tình hình các giải pháp giảm tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sáng qua tại huyện Hiệp Đức, điểm trường tiểu học Cơ Ba Cơ Lân ở xã Phước Gia do công ty trách nhiệm hữu hạn Raho Việt Nam thông qua quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai tài trợ xây dựng hơn 1 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động. Đến dự lễ khánh thành công trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát. Trước đây, nhà trường chỉ có 5 phòng học phục vụ cho 87 em học sinh dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn nhiều thiếu thốn, điều kiện học tập khó khăn khiến việc học tập của các em bị ảnh hưởng. Do phòng học không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão, nên thầy cô giáo nhà trường phải mượn tạm nhà văn hóa thôn làm nơi dạy học. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò trường tiểu học Cơ Ba Cơ Lân, giúp học sinh vùng cao có nơi học tập ổn định, công ty trách nhiệm hữu hạn Draho cùng các đại lý nhà phân phối đã tài trợ xây dựng điểm trường 2 lớp học. Công trình được xây dựng với tổng diện tích 198m², bao gồm 2 phòng sử dụng làm phòng tin học, phòng chức năng và khu vệ sinh nam nữ riêng biệt. Tất cả được đảm bảo thực hiện dựa theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nhà công cộng, đảm bảo thuận tiện, lại tiết kiệm chi phí, có khả năng chống nắng, chống nóng, chống mưa bão hiệu quả. Công ty Draho Việt Nam với mục tiêu kinh doanh không chỉ mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên hay cổ đông, mà chúng tôi luôn chủ động thực hiện các trách nhiệm với xã hội, mong muốn xã hội luôn tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, tại trường tiểu học Cơ Ba Cơ Lân, chúng tôi cũng hy vọng sau khi xây dựng được 2 phòng học thì có thể mang lại những cái giá trị tốt hơn cho các em học sinh tại đây. Công trình điểm trường tiểu học Cơ Ba Cơ Lân đi vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, giúp địa phương và nhà trường có thêm cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của thầy trò vùng cao, qua đó góp phần vào sự phát triển giáo dục của địa phương. Ngoài ra, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho trường còn giúp địa phương có thêm cơ sở để phòng tránh thiên tai khi có bão lũ, sạt lở xảy ra. Cũng vào sáng qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đồng thời Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Tại hội nghị, đại diện các tỉnh thành, các ngành, Bộ Giao thông Vận tải đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan ở từng địa phương, đặc biệt là những địa phương tăng ở cả 3 tiêu chí, kinh nghiệm được chia sẻ của các địa phương kiểm soát tốt, giảm thiểu số vụ và thương vong do tai nạn trên địa bàn, qua đó tìm giải pháp tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tốt tình hình. Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, dù đã có nhiều nỗ lực, song vẫn tiềm ẩn thách thức phức tạp. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trọng điểm, quan trọng được đưa vào vận hành khai thác. Tình trạng vi phạm về tốc độ, xe quá khổ, quá tải vẫn còn tái diễn. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả nước ở cả 3 tiêu chí. Song tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc lo lắng cho toàn xã hội, đòi hỏi có những giải pháp mạnh mẽ toàn diện hơn trong thời gian tới. Tại Quảng Nam,
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người và bị thương 66 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 20 vụ, tương đương mức tăng trên 27%, tăng 11 người chết và giảm 5 người bị thương. Bộ Xây dựng sáng qua tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 300 điểm cầu trong cả nước nhằm phổ biến Nghị định 35 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tại điểm cầu Quảng Nam, đại diện các phòng ban Sở Xây dựng và một số sở ngành liên quan tham dự. Một trong những điểm mới của nghị định lần này là tăng cường phân cấp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cụ thể, phân cấp thẩm quyền, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với một số dự án. Phân cấp toàn diện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài từ Bộ Xây dựng sang Sở Xây dựng các địa phương. Phân cấp toàn diện cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Phân cấp thẩm quyền quyết định một số khu vực phát triển đô thị của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân tỉnh tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Dhabi Canberra và các nhà giáo trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã trao tặng bằng khen cho em Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 11 chuyên hóa, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông đã có thành tích xuất sắc đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế tại Uzbekistan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen đến thầy Phạm Lê Ngọc Anh, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông và cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên bộ môn hóa, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông vì đã có thành tích trực tiếp bồi dưỡng cho em Đỗ Phú Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh hết sức vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của ngành giáo dục cũng như thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông. Đây là lần đầu tiên học trò Quảng Nam đoạt được huy chương vàng tại kỳ thi quốc tế và đây cũng là niềm tự hào của nhân dân và ngành giáo dục đào tạo Quảng Nam. Thưa quý vị, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất 1,5-2%. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 97, phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Theo đó, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất 1,5-2%, nghiên cứu thực hiện áp dụng đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ. Sáng qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trong và ngoài nước thời gian qua. Trong số 54 bị cáo có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Đây là vụ án có số lượng luật sư bào chữa kỷ lục tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội với gần 120 luật sư. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 40 người làm chứng đến phiên tòa. Đối với những người vắng mặt, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập những người này đến phiên tòa nếu thấy cần thiết. Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Thực hiện chủ trương này trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022,
có 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 bị cáo môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công đoàn huyện Núi Thành hiện có 116 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc với 5.632 công nhân viên chức lao động. 5 năm qua, từ 2018 đến 2023, các tổ chức công đoàn huyện Núi Thành phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, cùng với việc tham gia nhiều hoạt động khác mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ 2018-2023, các tổ chức công đoàn huyện Núi Thành luôn thể hiện rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, bám sát và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn. Qua thì công đoàn cơ sở của mình của phòng Mai Thành được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của liên đoàn lao động huyện Núi Thành, sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ cũng như của phòng Mai Thành, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty của phòng Mai Thành. Phải nói rằng trong suốt nhiệm kỳ thì những điều này công đoàn cơ sở công ty của phòng Mai Thành đóng góp một phần nhỏ mình trong sự thành công chung của liên đoàn lao động huyện Núi Thành. Trong đó thì cái nội cụ nên nhất là cái chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở là bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người lao động. 5 năm qua, các tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Núi Thành tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chủ trương, công tác công đoàn. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động luôn được quan tâm. Hàng năm hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề và đề nghị biểu dương khen thưởng kịp thời trong học tập và làm theo Bác. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban chấp hành công đoàn luôn đoàn kết thống nhất và phối hợp với ban giám hiệu nhà trường trong việc chăm lo đời sống cũng như vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và gắn liền với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn. Phổ biến và hướng dẫn đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động như là phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, cuộc vận động người cán bộ, viên chức, công chức, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Để chia sẻ khó khăn cho đoàn viên người lao động, nhất là từ cuối năm 2019, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành đã kịp thời hỗ trợ cho 1.953 lượt đoàn viên, người lao động, là giáo viên, nhân viên cấp dưỡng ở các trường phải tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng. Đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm. Đoàn viên bị F0, F1, F2 tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, khu phong tỏa theo quy định với tổng số tiền trên 835 triệu đồng. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 8, đã đề ra và các chỉ tiêu được giao hàng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể hóa từng nội dung ngay từ đầu năm để chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện. Tính đến nay, các cái chỉ tiêu được giao cơ bản đạt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Kết quả đó đã khẳng định sự nỗ lực tích cực của tổ chức công đoàn, của đoàn viên và người lao động trên địa bàn toàn huyện. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được triển khai sâu rộng từ cơ sở đến huyện và thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong những việc qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên đoàn lao động huyện đã tích cực hướng dẫn
đôn đốc công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện khá tốt nghị quyết đại hội công đoàn huyện. Nhiều chỉ tiêu được nghị quyết đề ra đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Các cấp công đoàn trên địa bàn huyện luôn có những cố gắng đổi mới và đa dạng hình thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thể hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Phát huy những thành quả đã đạt được, các tổ chức công đoàn huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của đảng, nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với giai cấp công nhân người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết, giai cấp công nhân và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Núi Thành thành thị xã và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Hội đồng châu Âu vừa thông qua các quy định mới nhằm tăng cường các quy định về tính bền vững đối với các loại pin và pin phế thải. Thông báo của Hội đồng châu Âu cho biết, quy định mới liên quan tới toàn bộ vòng đời của pin, từ khâu sản xuất đến tái sử dụng và tái chế. Theo đó, đảm bảo sự an toàn bền vững của sản phẩm này, quy định sẽ áp dụng đối với tất cả các loại pin, bao gồm tất cả các loại pin di động, phế thải, pin xe điện, pin công nghiệp, ắc quy khởi động, chống sét, hệ thống đánh lửa và ắc quy cho phương tiện giao thông hạng nhẹ. Quy định cũng đặt mục tiêu cho các nhà sản xuất nâng tỷ lệ thu gom pin. Trong báo cáo thường niên vừa được công bố, cơ quan quản lý cạnh tranh Italy đã làm rõ tác động lớn của lạm phát đối với phúc lợi tài chính của các cá nhân và hộ gia đình. Theo đó, lạm phát đã giáng một đòn nặng nề vào khoản tiết kiệm của hơn một nửa số gia đình Italy trong năm 2022. Báo cáo của cơ quan quản lý cạnh tranh Italy nhấn mạnh rằng, những người có khả năng chi tiêu thấp hơn phải gánh chịu gánh nặng không cân xứng, càng làm trầm trọng thêm những thách thức tài chính mà những người dễ bị tổn thương phải đối mặt. Theo một báo cáo của Tổng Liên đoàn Công nghiệp Italy được công bố trước đó, các hộ gia đình đang phải chi tiêu dè sẻn hơn cho những mặt hàng thiết yếu. Theo đó, chi tiêu hộ gia đình cho các mặt hàng lương thực thực phẩm tại Italy đang giảm mạnh với mức giảm 3,7% trong năm ngoái và 8,7% trong quý 4 2022 so với quý 1 2021. Người dân của thành phố lớn nhất Nam Phi, Johannesburg, bất ngờ sau một đêm ngủ dậy thấy tuyết rơi đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Cơ quan dự báo thời tiết Nam Phi thậm chí đã đưa ra cảnh báo nguy cơ nhiều tuyến đường phải đóng cửa và tình trạng giá rét đang nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 7, thành phố Johannesburg và một số khu vực vùng cao ở Nam Phi đã đón đợt tuyết rơi hiếm có. Thành phố Johannesburg lần cuối cùng có tuyết là vào tháng 8 năm 2012. Cơ quan thời tiết Nam Phi cảnh báo nhiệt độ băng giá có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của những người vô gia cư. Trong khi đó, gió lớn và biển động có thể gây bất lợi cho những tàu thuyền nhỏ hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông Nam Phi. Johannesburg nằm ở độ cao hơn 1.700 mét so với mực nước biển và đang trải qua giai đoạn đỉnh điểm của mùa đông ở Nam Bán Cầu. Tuy nhiên, tuyết rơi trong thành phố này vẫn là điều hiếm gặp. Tòa án bang California, Mỹ mới đây đã thụ lý hồ sơ vụ kiện công ty OpenAI liên quan đến dịch vụ chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT của công ty này. Đây là khiếu nại mới đối với các công ty công nghệ AI kể từ khi ChatGPT được phát hành và gây bão trên toàn thế giới. Theo đó, bên nguyên đơn là một số nghệ sĩ Mỹ cáo buộc OpenAI sử dụng các tác phẩm của họ mà không xin phép để đào tạo các mô hình AI. Ngoài ra, các nguyên đơn cũng kiện công ty mẹ của Facebook là Meta đã dùng các bản tải sách của họ cho mục đích đào tạo. Luật sư của phía nguyên đơn cho biết phần lớn tài liệu đào tạo OpenAI và Meta sử dụng đến từ các tác phẩm có bản quyền, trong đó có sách của các nguyên đơn, được sao chép mà không có sự đồng ý của tác giả cũng như không trả tiền hay bồi thường. Vụ việc này được cho là sẽ dẫn tới gia tăng các trường hợp gây phức tạp cho sự phát triển của xu hướng công nghệ mới lớn nhất thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với những thông tin trong một điểm báo. Bây giờ là một điểm báo. Thưa quý vị, trên trang 6 báo Quảng Nam số ra sáng nay, bài viết nêu gương trong ứng xử trên mạng xã hội nhận định. Việc tập trung chăm lo công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức nhằm tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trước các thông tin xấu độc, âm mưu diễn biến hòa bình, tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phải là nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đặt lên hàng đầu. Các chi bộ Đảng bộ quan tâm quán triệt cho cán bộ đảng viên, nếu vi phạm trên lĩnh vực này thì phải bị xử lý kỷ luật nghiêm minh. Đây là vấn đề quan trọng nhất để góp phần làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy nên đề ra chỉ tiêu mỗi chi bộ đảng bộ trực thuộc có ít nhất một đảng viên tiên phong trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để có thể viết những tin bài phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Sẽ không thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch, tuy nhiên nền kinh tế địa phương vẫn còn nhiều điểm sáng để lội ngược dòng, vượt qua cơn suy thoái vào chặng đường cuối năm. Đây là nội dung bài viết nhận diện điểm sáng cho nền kinh tế của tác giả Trịnh Dũng. Không thể can thiệp vào các bất ổn chính trị thế giới hay nhu cầu thị trường, năng lực vượt thoát khó khăn của doanh nghiệp, chính quyền hướng đến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan địa phương nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện một số chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp thực tế địa phương, gia tăng việc thi công, giải ngân dự án đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng trong nước. Không thể kỳ vọng có thể tháo gỡ hết khó khăn trong đầu tư công hay nền kinh tế, nhưng ít nhất phải bằng tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước và thấy được sự vực dậy của nền kinh tế địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ.